một tai nạn nghiêm trọng vừa được bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông báo. Mới đây, bệnh viện này tiếp nhận một cháu bé 16 tháng tuổi bị rách thực quản rất nguy hiểm. Nguyên nhân được cho là người giữ trẻ đã sơ suất, khiến cho chiếc muỗng thọc vào cổ họng bé. May mắn là các bác sĩ đã cấp cứu và khâu lại thành công. Sau 20 ngày được chuyển từ Phú Yên vào thành phố Hồ Chí Minh, bé Nguyễn Ngọc Phương Dung đã vượt qua nguy kịch. Bé đã phải đi cấp cứu qua 3 bệnh viện khi bị một chiếc muỗng đâm vào họng. Tai nạn xảy ra khi gửi bé cho một cơ sở giữ trẻ tư nhân. Không, lúc đó là nó sưng hết lên đây là nó khóc không được nữa. Nó hốc vô xong rồi cô tự rút ra luôn. Cô rút ra thì đầu nó mới ối sữa với máu ra, nhưng mà cô sợ quá cô lại không có báo gia đình. Rồi cô tiếp tục cô cho ăn với lại cho uống sữa. Việc cấp cứu rất khẩn cấp vì vết rách có dấu hiệu nhiễm trùng. Dù bên ngoài vùng cổ bé chỉ sưng to, nhưng CT scan cho thấy thực quản rách 7cm và nhiều tràn dịch, tràn khí. Ekip phẫu thuật đã phải mổ một đường dài vùng cổ mới có thể xử lý. Và khi mà bị như vậy, với 2 ngày từ thứ 6 qua chủ nhật, rồi chiều thứ 2 mình phải can thiệp, thì những ngày đó khi mà mình tiếp tục mình cho em bé ăn, uống qua đường miệng, thì tất cả những cái đó nó dồn vô cái lỗ thủng và nó lan rất là nhanh. Do đó cái đó giải thích tại sao cái tình trạng nhiễm trùng quá nặng. Rồi mày đặt thấp xuống một tí nữa là đặt vô ruột dạ, ruột non, phần đầu của ruột non á, đặt thấp xuống một tí. Để làm gì? Để đảm bảo rằng khi chúng tôi bơm sữa, bơm thức ăn vô, thì em bé nó, thức ăn nó không có trồng ngược lên trở lại nữa, thì tạo điều kiện cho vết thương nó lành. Sau khi phẫu thuật thành công, các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi tình trạng cho bé. Duy trì việc cho ăn qua mở dạ dày dưới da, chưa cho ăn qua miệng. Trong quá trình chuẩn bị mổ, bé phải sử dụng thuốc an thần hàng ngày. Cái này tôi không hiểu tại sao một cái muỗng mà nó lại gây một vết thủng nó rộng mà nó sâu như vậy. Tại vì trong đây thường thường có những tình trạng ngậm muỗng, sóc muỗng, sóc đĩa nhiều lắm, sóc đũa đó nhiều lắm. Nhưng mà thường thường nó chỉ có rách ở cái khẩu cái, hoặc là nó rách ở thành sau họng, hoặc là nó rách ở amidan thôi. Chứ nó không tới mức mà nó xuống thực quản mà rách một đường ở dưới thực quản. Tai nạn xuất phát từ các cơ sở giữ trẻ tư nhân không phép. Một phần không được đào tạo nghiệp vụ mà nhận giữ trẻ cho quen biết. Đáng trách, ngay khi tai nạn xảy ra, người giữ trẻ không hề báo với gia đình, lại tự gỡ chiếc muỗng, khiến bé tổn thương nặng hơn.